Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 22 tháng 5, Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức lễ phát động hội thi tìm hiểu về văn hóa lịch sử và du lịch thành phố Châu Đốc nhân kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Châu Đốc 2013-2023. Đến tham dự lễ phát động có ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc. Châu Đốc là thành phố biên cương giữ một vị trí rất quan trọng cả về kinh tế lẫn quốc phòng đối với An Giang cũng như các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Châu Đốc còn được biết đến là thành phố du lịch văn hóa tâm linh với nhiều di tích văn hóa lịch sử nổi tiếng. Trong đó nổi bật nhất là Miếu Bà chúa Sứ Núi Sam và Lễ hội cấp quốc gia Dĩ Bà chúa Sứ Núi Sam được tổ chức vào tháng 4 âm lịch hàng năm. Đặc biệt, năm nay, thành phố Châu Đốc còn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Châu Đốc 2013-2023. Chính vì vậy, hội thi tìm hiểu về văn hóa lịch sử và du lịch thành phố Châu Đốc vừa là một sân chơi, vừa góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư, nhất là thế hệ trẻ, về giá trị dùng đất và con người Châu Đốc. Hội thi tìm hiểu về văn hóa lịch sử và du lịch thành phố Châu Đốc chính thức khởi động từ ngày 22 tháng 5 năm 2023. Hội thi sẽ kéo dài từ cuối tháng 5 cho đến cuối tháng 7 năm 2023. Các bạn có thể truy cập vào website hội thi châu đốc.vn để tham gia thi trực tuyến hoặc tham gia thi bài viết thì các bạn gửi bài viết về phòng văn hóa và thông tin, địa chỉ số 10 Lê Lợi, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc. Đối với hình thức thi trực tuyến, ban tổ chức sẽ nhận bài dự thi theo tuần, bắt đầu từ ngày 22 tháng 5 năm 2023 đến hết ngày 16 tháng 7 năm 2023. Đối với hình thức thi bài viết, ban tổ chức sẽ nhận bài viết dự thi bắt đầu từ ngày 22 tháng 5 năm 2023 đến hết ngày 2 tháng 7 năm 2023.